thiên đàng ai ngàn xâm phần ra xa giá ô lô lô mà ra hô lô hô lô hê đi ta ra tân hê đi tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đề giá bồ đề giá di đề đi giá na ra cân trì địa đi sẵn đi na ba nhà ma na ta ba thân đà giá ta ba tăng đa dựa nghe tăng vang ra dạ ta bà ha na ra cấn trị ta bà ma ra na ra ta bà ha tấn ra tăng a mùng khứ dạ ta bà ha ta bà ma ha tăng đa dạ ta bà ha dạ kiết ra tăng đa dạ ta bà ha ba đa ma yên tấn đa dạ ta bà bằng già ra già ta bà mà bà lợi thắng nghĩa ra già ta bà ha nam mô ấn ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô yên đế thức bằng ra già ta bà an tấn điện đồn mang đa đa bằng đa già ta bà an tấn điện đồn mang đa ra dạ ta bà hán tăng điên đô mạng đa ra bằng đa dạ ta bà hán nam mô bổn sư thế ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh Kệ Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp Ma Bá Thiên Vàng Kim Năng Thao Ngôn. Ngà Kim Kiến Văn Đăng Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiện Nghiêm. Nam mô Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Pháp Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Thân Tùng Tòa Khởi Thiện Đáng Hữu Kiên. Hiệp chương ứng văn như ta thì ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quan thế âm phần cao vô tận ý bồ tát thiền nam thứ nhờ vô lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quan thế sân danh quan thế âm bồ tát tấn thời quan kỳ âm thanh nhi đăng giải thoáng như hữu trì thì quan thế âm bồ tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì bồ tát hoài thần lưng có nhượng vì đà thì cho phiêu sưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kim ngân lưu ly xa cơ mà não sáng ngô vánh trăng cháu đang bao nhầm ư đại hải già sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la sa quế trung nhượng hữu này chỉ những nhân xưng quan thế âm bồ tát danh già thì như nhân đặng giai đặng giải thoáng là sáng chi nạn gì thì nhân duyên danh quan thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng quan thế âm bồ tát danh và sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sang dùng lời nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm bồ tát danh giá thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phùng gia hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhượng vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tâm đoàn hoài thức đắc giải thoát như tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tàng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tàng thì xương ngôn chư thiền nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng quan thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh già ư tứ hoán ta đương đăng giải thoáng chúng thương
thường nhân văn câu pháp thịnh ngôn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tinh đấng giải thoát vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đã dâm vô thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh Quan Thế đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhượng ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái Quan Thế Âm Bồ Tát vớ bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa Bồ Tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn Phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tân vô tân ý thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận y Bồ Tát bánh phần ngôn thế tôn Quan Thế Âm Bồ Tát văn hài vô thứ ta bà hỡi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuế pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận y Bồ Tát thiền nam tự như hứa quan độ chúng sanh ứng di Phật thân đăng độ gia Quan Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vị thuyết pháp ứng di bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiện bích chi Phật thân nhi vị thuyết pháp ứng di thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vị thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia từng hiện đế thích thân nhi vị thuyết pháp ứng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vị pháp ứng di đại từ tại thiên thân đắng độ giam từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng di thiên đại tướng quân thân đắng độ gia từng hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ứng di thì sa môn thân đắng độ giam
hiền tỳ sa môn thân nhi về thuyết pháp ơn gì tiểu vương thân đắng độ gia tân hiền tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ơn gì trường gia thân đắng độ gia thân hiền trường gia thân nhi về thuyết pháp ơn gì cư sĩ thân đắng độ gia tân hiền cư sĩ thân nhi về thuyết pháp ứng gì tế quan thân đắc đồ già từng hiền tế quan thân nhi về thuyết pháp ứng gì bà la môn thân đắc đồ già từng hiền bà la môn thân nhi về thuyết pháp ứng gì tỳ kheo tỳ kheo ni thân đắng đô gia thân hiền tỳ kheo ni ư ba tăng ư ba di thân nhi về thuyết pháp ứng gì trường gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đắng độ gia thân hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ứng gì đồng nam đồng nữ thân đắng độ gia thân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vì thuyết pháp ứng gì thiện long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đẳng đồ gia thân dài hiền chi nhi vì thuyết pháp ứng gì chấp kim can thần đắng đồ gia thân hiền chấp kim can thần nhi vì thuyết pháp phò thần ý thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ư Bồ Uy Cấp Nàng Chi Trung Năng Thi Vô Uy Thì Cổ Thư Ta Bà Thế Giới Giai Hiệu Chi Phi Thí Vô Uy Giảm Vô Tần Y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cung Dường Quang Thế Âm Bồ Tát Tức Giải Cảnh Chúng Bảo Châu Anh Lạc Gia Trì Bá Thiên Lương Kim Nhi Dị Dự Chi Tán Thị Ngôn Nhân già thọ thư pháp thi trang bảo anh là tài quang thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch quang thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thư anh làm Nhi thời phần ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quán thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng phần ta nhị phần nhân phần phong thinh ca mâu ni phần nhờ phần phụng đa ba phần tháp vô tận y quang thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị thời vô tận y bồ tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quan âm hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thăm như ái lệ
lên kim bất tư nghì thì đa thiên ứng phân phan đài thanh tình nguyện. Ngà vì như lừa thuế vang danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đài hoa khanh. Niệm bi quan âm lờ hóa khanh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng niệm bi quan âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bi quan âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bi quan âm lần bất năng toàn nhân mong. Hoàng trì oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần. Đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niệm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng niệm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niệm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khí đồng yên hóa nhiên niệm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện. Giang bà chùa đại vô niệm bi quan âm lớn ngưng thời đặng tiêu tan chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Quan thù tri vương tiền thăm phương chư quan đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư khổ gì tìm tất linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh. Năng vì tăng y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhân không đừng ba theo và thuế thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm Bồ Tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đông đa rì ta bà hà an đa rì
di đông đa di đông đông đa di ta bà ha lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng ăn ma ni ba di 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 hồng ăn
ăn ma ni ba di ông 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 Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Ấy Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quang Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Ma ha ba nhà ba la mật đa tâm kính quan tự tại bồ tát hành thăm ba nhà ba la mật đa thời chiều kiên ngô ứng giai không độ những thế khổ ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh sanh tự thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân di phụng như thì xa lợi tự thì chư phá không tương bớ sanh bằng gì bận câu bất tình bận tăng bận giam thì cố không trung vô sấm vô tòm tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì sông pháp vô nhang giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chỉ vô lão từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu cánh niên bàn tam thế chư phật y bằng nhà ba la mật đa cố đăng a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cô tri bằng nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bận hưng cô thiền mang nhà ba la mật đa chú tân thuê chú viên yên đế đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế ba la A di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya
đa và đa điện và ta di đi đô bà tiền a di đi đa ta nam bà tề a di đi đa tề ca lang đa a di đi đa tề ca lang đa và di ni và và na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà và đa tha và đa điện và tha a di đà đô ba tề a di đà đa ta đa ba tề a di đà đa tề ca lang đế a di đà đa tề ca lang đa và di ni và và na chi đa ca lệ ta ba hằng a di đà phật thân kim sang ngay tướng hạ cảm mộ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cử bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ bi a di đà phật nam mô 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 nam mô a di đà phật 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 nam mô nam mô a di đà phật 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 nam mô phật nam mô a di đà 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 phật nam mô
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao
trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy, chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, tam phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai vô nguyện phạm giới chư chúng sanh. Tông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não. Nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trường. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo ai nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cứu pháp liên hoa về phù màu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bằng lữ nguyện về thử công đức an phố cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo. Tự quý Phật đường nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quý pháp đường nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ như hải. Tự quý tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiên vô ngại. Nguyện đều trọn thành này phân đạo.